Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị thính giả thân thương của NVR. Quý vị vẫn đang trên làn sóng của đài phát thanh NVR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2 khi quý vị đang lái xe ở ba vùng DC, Maryland, Virginia và quý vị đang nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube NV Radio. Ngày hôm nay ngày thứ Bảy ngày 20 tháng Giêng 2018. Và thưa quý vị, bầu trời tại thủ đô Washington sáng ngày hôm nay đã có những cái ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm mai xen lẫn với những áng mây. Nhiệt độ hiện tại lạnh 28 độ và đang có gió Tây Nam thổi 6 dặm một giờ. Vào buổi trưa thì thưa quý vị, ngày thứ Bảy hôm nay sẽ tràn đầy những ánh nắng. Một ngày rất là đẹp tại thủ đô Washington tại miền Đông Bắc. Nhiệt độ sẽ lên tới từ 58 cho có lúc sẽ có thể tới 60 độ. Nhưng một cơn bão đã đến tại thủ đô Washington, đó chính là một cơn bão chính trị. Vào buổi tối, thưa quý vị, tối ngày hôm nay nhiệt độ trở lại xuống thấp lạnh 34 độ. Và cái cơn bão chính trị tại thủ đô Washington như thế nào, Lê Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị sau phần tin về thời tiết. Và ngày mai dự đoán thời tiết cho ngày Chủ nhật, bầu trời sẽ có mây nhiều hơn, những cái ánh nắng thì rất là nhẹ. Nhiệt độ thấp hơn ngày hôm nay, cao nhất cho ngày Chủ nhật chỉ có 55 độ. Nhưng mà tối ngày mai lại đỡ lạnh hơn vì tối ngày mai nhiệt độ xuống thấp 42 độ. Chúc tất cả quý vị thính giả của NVR một ngày thứ Bảy thật là bình an, vui, hạnh phúc. Vâng, và mở đầu cho phần tin của ngày thứ Bảy hôm nay, thưa quý vị, và câu chuyện chính mà chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị. Ngày này, năm xưa, ngày 20 tháng 1, 2017, ông Donald Trump đã nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, trở thành chủ nhân của Tòa Bạch Ốc. Và thưa quý vị, ngày này, năm xưa, trong ngày lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump, ông đã nói gì? Chính yếu, nước Mỹ trên hết. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Và như vậy, đúng một năm sau, ngày 20 tháng 1, 2018, ngày hôm nay, chuyện gì đã xảy ra? Chính phủ Mỹ đã bị đóng cửa. Và lý do như thế nào? Điều gì đã xảy ra khi chính phủ Mỹ đóng cửa? Lưỡng đảng Mỹ đang đổ lỗi cho nhau khi mà chính phủ bị đóng cửa. Có phải thật sự đảng Dân Chủ đóng cửa, đảng Dân Chủ bị đổ lỗi đã đặt vấn đề lợi ích chính trị lên trên an ninh quốc gia như Tổng thống Donald Trump đã đổ lỗi hay không? Và thật sự, ai là người sẽ lãnh trách nhiệm này và ảnh hưởng đến người dân, đến chúng ta như thế nào? Và việc gì sẽ xảy ra kế tiếp trong khi mà chính phủ bị đóng cửa từ tối đêm ngày hôm qua? Sau những bản tin mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị, luật sư Nguyễn Hoàng Duyên sẽ đến trên làn sóng của NVR để mà phân tích và nhận định. Just witness on the floor was a cynical decision by Senate Democrats to shove aside millions of Americans for the sake of irresponsible political games. The government shut down was 100% avoidable, completely avoidable. Now it is imminent. All because Senate Democrats chose to filibuster a non-controversial funding bill that contains nothing, not a thing they do not support. Nothing they do not support. Perhaps across the aisle, some of our Democratic colleagues are feeling proud of themselves, but what has their filibuster accomplished? What has it accomplished? The answer is simple. Their very own government shut down. Vâng, quý vị, thưa quý vị vừa mới nghe ông Chuck Schumer lên tiếng nói trong lời phát biểu của ông. Chính phủ Mỹ đóng cửa bắt đầu từ tối đêm hôm qua, sau 12 giờ khuya của đêm ngày thứ Sáu. Khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ khuya tối ngày hôm qua,
thứ Sáu và rạng sáng thứ Bảy, đó là chính là thời hạn cuối để thông qua ngân sách chi tiêu tạm thời cho chính phủ. Và khi mà Thượng viện không thông qua được ngân sách, thì coi như chính phủ đã bị đóng cửa. Vào lúc bế tắc này, hai bên Dân Chủ và Cộng Hòa đã không ngừng đả kích nhau, đổ lỗi cho nhau, nhưng vẫn tiếp tục hội đàm để tìm cách thông qua ngân sách chi tiêu tạm thời cho chính phủ, nhằm tránh đi cái tình trạng đóng cửa chính phủ lâu dài, ảnh hưởng nặng nề đến nền quốc gia trong rất nhiều lĩnh vực. Và được biết là khi mà chính phủ đóng cửa, thưa quý vị, chính phủ sẽ tốn 38 triệu cho mỗi tiếng đồng hồ. Việc đóng cửa chính phủ xảy ra ngay trong ngày cuối tuần, có thể cái sự ảnh hưởng này sẽ không nặng nề cho lắm. Nhưng nếu mà kéo dài sang tuần lễ làm việc, thì sự ảnh hưởng này sẽ nặng nề hơn rất nhiều trên bệnh viện quốc gia. Và nếu hai bên không vượt qua được cái sự bế tắc này và tìm kiếm chung một giải pháp trước ngày thứ Hai đầu tuần, thì có đến hàng trăm ngàn nhân viên liên bang sẽ bị nghỉ tạm thời. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà chính phủ bị đóng cửa khi mà một đảng kiểm soát thế đa số của lưỡng viện và cả hành pháp, và nhất là khi Tổng thống Donald Trump, ông ngày hôm nay kỷ niệm đúng một năm ngày tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ đời thứ 45, Tòa Bạch Ốc đổ lỗi cho đảng Dân Chủ. Và theo lời phát ngôn viên bà Sarah Sanders đã nói vào thời điểm ngay trước lúc chính phủ đóng cửa, đêm nay họ đã đặt chính trị lên trên cả an ninh quốc gia, các gia đình quân đội, những trẻ em và cả khả năng của đất nước, của chúng ta, nhằm phục vụ cho tất cả người Mỹ. Chúng ta sẽ không bàn thảo về tình trạng của những di dân bất hợp pháp, trong lúc phe Dân Chủ lấy những công dân hợp pháp làm con tin đối với những đòi hỏi vô ý của họ. Đây là thái độ của những kẻ thất bại cản đường, chứ không phải của những nhà lập pháp. Đó là lời bên đảng Cộng Hòa. Và thưa quý vị, trong ngày hôm qua, vì không đủ 60 phiếu để giữ cho chính phủ hoạt động tạm thời trong 4 tuần, thế nhưng bên đảng Cộng Hòa chỉ có 51 phiếu. Và quý vị, đây là lần đầu tiên mà chính phủ bị đóng cửa, mà lưỡng đảng đã được gọi là chỉ có một bên đảng nắm, đó là Cộng Hòa, nhưng bên đảng Cộng Hòa chỉ có 51 phiếu. Và Cộng Hòa cần phiếu của Dân Chủ để thông qua được ngân sách tạm thời. Trong việc bỏ phiếu này, có đến 4 thượng nghị sĩ bên Cộng Hòa không bỏ phiếu thuận theo đảng Cộng Hòa mà bỏ phiếu chống lại. Trong lúc đó, cũng có một số thượng nghị sĩ bên Dân Chủ ở những tiểu bang đa số theo Cộng Hòa cũng đã bỏ phiếu thuận vì họ không muốn chịu rủi ro chính trị cho họ trong lần tranh cử tới. Và vào lúc đúng 12 giờ 16 phút giờ miền Đông Bắc, đã có đủ phiếu chống lại việc thông qua dự luật chi tiêu tạm thời, nên coi như chính phủ đã bị đóng cửa. Và đây là lần đầu kể từ năm 2013 chính phủ Mỹ đã bị đóng cửa, và là lần thứ tư trong vòng 1/4 thế kỷ qua. Vấn đề chính đối với việc bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu ngắn hạn là việc gia hạn ngân sách chi tiêu là bao lâu. Hạ viện thông qua dự luật là gia hạn trong 4 tuần đến ngày 16 tháng 2, và dự luật đó bị thất bại qua cuộc bỏ phiếu vào nửa đêm ngày hôm qua, thứ Sáu. Phe Dân Chủ thúc đẩy ngân sách gia hạn tạm thời trong ngắn hạn chỉ vài ngày mà thôi. Thượng nghị sĩ của tiểu bang South Carolina bên đảng Cộng Hòa, đó là thượng nghị sĩ Graham, đã lên tiếng không bầu cho dự luật của Hạ viện mà ngân sách chi tiêu được tạm thời gia hạn trong 4 tuần, mà ông thúc đẩy cho một dự luật gia hạn ngân sách chi tiêu đến ngày 8 tháng 2 mà thôi. Đó là một sự hóa giải sự khác biệt giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Và có hai nguồn tin thì bên phía Dân Chủ chỉ ủng hộ giải pháp chi tiêu tạm thời cho đến ngày 29 tháng Giêng mà thôi, một ngày trước khi mà Tổng thống Donald Trump đọc diễn văn trong tình trạng về liên bang. Phía Cộng Hòa không đồng ý, và hai bên vẫn tiếp tục đàm phán, và cả hai bên phải tiếp tục làm việc vào cuối tuần này để mà tìm cách hóa giải nhằm thông qua ngân sách chi tiêu của chính phủ. Nhưng bắt đầu là quý vị đã thấy là tối ngày hôm qua, thứ Sáu, chính phủ đã đóng cửa, và cả Thượng viện họ vẫn phải làm việc để xem giải quyết vấn đề này như thế nào.
Và tiếp theo, vì sự việc mà chính phủ phải đóng cửa từ tối đêm hôm qua, Tổng thống Donald Trump, ông đã phải hủy đi cái chuyến đi Florida của ông về khu nghỉ mát. Và ông đã dự định là đi từ ngày hôm thứ Sáu. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà Quốc hội trong cái vấn đề mà thời hạn chót và đã quyết định không thông qua cái dự luật cấp ngân sách ngắn hạn, thành thử chính phủ liên bang đã bị đóng cửa. Thử Tổng thống Donald Trump, ông đã phải hủy đi cái chuyến đi Florida về Mar-a-Lago vì ông đang dự định là mở một cái cuộc đại tiệc mừng đúng một năm mà ngày Tổng thống Donald Trump đã nhậm chức. Và thưa quý vị, được biết là theo hãng thông tấn AFP, Tổng thống Donald Trump tính ra ông sẽ mở một tiệc kỷ niệm một năm ngày nhậm chức của ông tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại Florida vào ngày hôm nay, ngày 20 tháng 1, nhưng mà đã phải hủy đi. Hồi tháng 11 của năm ngoái, thì ông đã từng nói với giới truyền thông rằng ông đã nghĩ đến việc tổ chức ăn mừng kỷ niệm một năm đắc cử. Song không thành vì khi đó ông có một cái chuyến công du dài ngày tới châu Á. Do vậy, nay ông quyết định mở một cái tiệc kỷ niệm tròn một năm ngày nhậm chức. Và một vé, thưa quý vị, những cái khách mời phải trả một cái vé tối thiểu ít nhất là 100.000 Mỹ Kim cho một cặp dự cái sự kiện này. Nhưng Tổng thống Donald Trump, ông đã phải hủy cái chuyến đi Florida. Và được biết là nhân cái sự kiện, nếu mà sự kiện này xảy ra, thì Trump Victory, đây là một cái quỹ vận động tranh cử của ông Trump, sẽ phát hành những tấm vé cho khách mời cũng như dành để bán cho bất cứ ai có nhu cầu dự tiệc kỷ niệm của ông. Và như Lệ Ngọc đã thưa với quý vị, một cái cặp vé này cái giá thấp nhất 100.000 Mỹ Kim. Và với cặp vé này thì khách mời được phép chụp ảnh cùng, gọi là đứng với lại Tổng thống Donald Trump để mà chụp cái bức hình này. Và với cái cặp vé 250.000 Mỹ Kim thì khách mời vừa có thể chụp hình dự tiệc và cùng nói chuyện trao đổi với Tổng thống Donald Trump. Trước đó thì chiến dịch tái tranh cử của ông cũng đã đưa ra một chương trình gây quỹ. Theo đó, những người ủng hộ chỉ cần quyên góp có 3 Mỹ Kim mà thôi sẽ có cái cơ hội sở hữu cái cặp vé dự tiệc kỷ niệm ở Mar-a-Lago. Ngay từ khi ngày nhậm chức thì Tổng thống Trump đã tích cực vận động cho chiến dịch tái tranh cử của ông. Chỉ trong 3 cái quý đầu của năm vừa mới qua mà thôi, thì cái quỹ này của Tổng thống Donald Trump, ông đã vận động được hơn 11 triệu Mỹ Kim. Con số này được biết cao hơn nhiều so với 300.000 Mỹ Kim mà cựu Tổng thống George W. Bush vận động trong 2 năm đầu nhiệm sở. Và thưa quý vị, vì Tổng thống Donald Trump đã hủy đi cái chuyến đi Mar-a-Lago đến Florida, thành thử cái tổ chức cái tiệc mừng này của Tổng thống Donald Trump đã bị thay đổi, và không biết là ông sẽ tổ chức lại hay không. Điều này chúng ta chưa được biết. Nhưng mà cái trước mắt là hy vọng là cái việc chính phủ Mỹ đóng cửa từ tối ngày hôm qua sẽ được giải quyết, để mà có thể trong ngày thứ hai hay là chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi, để mà chính phủ Mỹ có thể trở lại làm việc. Trong khi đó thì thưa quý vị, theo defense.gov, trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, ông James Mattis, ông đã lên tiếng, ông tuyên bố như thế nào, khẳng định là bộ quân đội của Mỹ phải làm việc hay là không làm việc như thế nào. Thì ông James Mattis, ông đã lên tiếng và khẳng định là bộ này sẽ vẫn tiếp tục sứ mệnh bảo vệ người dân Mỹ, các nước đồng minh và những lợi ích thiết yếu của Washington trong cái tình hình chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa trong nửa đêm của ngày thứ Sáu. Ông James Mattis đã nhấn mạnh là chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục tiến hành những chiến dịch thường nhật trên khắp thế giới. Các tàu và tàu ngầm sẽ vẫn ở dưới biển. Máy bay Mỹ sẽ tiếp tục bay trên bầu trời và binh sĩ sẽ vẫn tiếp tục truy nã những kẻ khủng bố ở khắp Trung Đông, Châu Phi và Nam Á. Ông Mattis còn cho biết là dù việc huấn luyện cho lực lượng dự bị có thể bị cắt bớt, nhưng những lực lượng tại ngũ sẽ vẫn đóng tại các vị trí đóng quân để thích nghi với những công tác huấn luyện nhằm khiến tác động tiêu cực tới sự sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ xuống một cái mức thấp nhất. Thưa quý vị, một lần nữa, Thượng viện Mỹ đã không có đủ phiếu cần thiết để thông qua dự luật chi tiêu tạm thời
cho chính phủ vào tối đêm ngày hôm qua thứ Sáu ngày 19 tháng 1. Điều đó đồng nghĩa là chính phủ Mỹ phải đóng cửa vì ngân sách liên bang đã hết hiệu lực. Và việc chính phủ liên bang bị đóng cửa sẽ ảnh hưởng rất nhiều mặt tới nền kinh tế Mỹ. Luật sư Duyên sẽ đến với lại tất cả quý vị thính giả để cho chúng ta biết tất những gì ảnh hưởng đến đời sống, đến chúng ta. Và hàng trăm nghìn nhân viên liên bang sẽ tạm thời bị nghỉ việc. Và con số quân nhân sẽ vẫn phải thực hiện nhiệm vụ nhưng sẽ không được trả lương. Và con số này lên tới 1.300.000 quân nhân. Và theo một số nhà phân tích cho biết, kinh tế Mỹ ước tính sẽ bị thiệt hại 6,5 tỷ Mỹ Kim nếu như chính phủ bị đóng cửa trong một tuần. Và trước mắt con số, mỗi giờ đồng hồ, chính phủ Mỹ sẽ bị thiệt hại 380 Mỹ Kim. Lê Ngọc xin mời quý vị đến với vài giây phút quảng cáo của các cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho làn sóng của NVR. Như một tiểu Sài Gòn, nơi thanh lịch để mua sắm, nơi để thưởng thức những món ăn ngon, đặc sắc, nổi tiếng của nền ẩm thực Việt Nam. Eden Center, tọa lạc gần Seven Corners, Falls Church, Virginia, được thành lập từ năm 1984 và Hội đồng Phát triển Kinh tế của thành phố Falls Church coi đây là một địa điểm du lịch số 1 trong khu vực, quy tụ hơn 100 cửa hàng với những cơ sở kinh doanh của người Việt Nam, gồm nhiều nhà hàng, tiệm vàng, gift store, tiệm cắt tóc, phục vụ cho quý vị đồng hương Việt Nam. Đến Falls Church, Virginia, quý vị đồng hương đừng quên đến trung tâm Eden Center. Xin giới thiệu đến quý thính giả những dịch vụ chuyên môn, tư vấn và ghi danh cho quý vị với tất cả những loại chương trình bảo hiểm sức khỏe với giá phải chăng, về chương trình Medicare cho quý vị từ 65 tuổi trở lên, tư vấn và cung cấp bảo hiểm nhân thọ, quỹ hưu bổng IRA, annuity để quý vị có thể trừ thuế, quỹ học đường, những chương trình bảo hiểm ngắn hạn định kỳ term life, bảo hiểm trọn đời whole life hay custom whole life có tiền tiết kiệm và tiền chia lời hàng năm với một công ty lâu đời vững mạnh nhất nước Mỹ, với tài sản thặng dư trị giá hàng tỷ Mỹ Kim để bảo vệ tương lai tài chính của chính bản thân và những người thân của quý vị. Vị sống càng lâu, tiền tiết kiệm càng nhiều, với phương châm phục vụ tận tình, ngay thẳng và khả năng hiểu biết chuyên môn sâu rộng để đáp ứng mọi nhu cầu của quý vị. Chúng tôi có license ở khắp tiểu bang Hoa Kỳ. Xin hãy gọi ngay cho Lệ Ngọc ở số điện thoại 703-473-9326. Hãy cùng Teletron đón mừng năm mới bằng cuộc đại hạ giá Super Power Sale đến 80% off, trả góp 48 tháng không tính tiền lời. Ghế Fuji Medic 2018 Made in Japan với kỹ thuật massage lằn đá nóng 4 chiều, xoa nắng từ cổ vai, vuốt dọc cột sống, qua mông đùi, bắp chân và lòng bàn chân rất sảng khoái, chỉ 146 đồng một tháng. Nệm lông cừu lạc đà bơm ngựa 100% Italy Magniflex LV Style, nệm Lamborghini phủ bạc MagniStress giúp thư giãn điều trị đau nhức, nệm cứng chống đau lưng Amente on sale đến 40% off, tặng quà giá trị. Ghế massage Inada Dreamway làm tại Nhật tốt nhất thế giới. Hệ thống Teletron hân hạnh bảo trợ trại họp bạn thế giới hướng đạo Việt Nam thẳng tiến 11 tại Virginia, Hoa Kỳ năm 2018. Dạ thưa vâng, Lê Ngọc xin phép trở lại với quý vị thính giả trên làn sóng NVR với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Lê Ngọc xin chào anh Duyên. Nguyễn Hoàng Duyên xin kính chào quý thính giả và chào Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, thưa luật sư Duyên, Lê Ngọc đã gửi đến cho quý vị thính giả là một cơn bão chính trị đã đến ngay tại thủ đô Washington. Mặc dù thời tiết của thủ đô miền Đông Bắc sáng ngày hôm nay rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng vì là mùa đông, nhưng mà sáng ngày hôm nay thì bầu trời đã có những cái ánh nắng của buổi sớm mai, thưa luật sư Duyên, và một cái nhiệt độ cũng rất là thú vị, trên 30 độ và sau đó cao nhất trong ngày hôm nay có thể lên tới 60 độ. Nhưng mà cái cơn bão này, một cơn bão chính trị đến với thủ đô, đó là chính phủ đã bị đóng cửa từ đêm ngày hôm qua
và Thượng viện đang còn phải làm việc thương thảo để tìm một cái lối thoát. Thì Lê Ngọc xin phép luật sư Duyên là xin luật sư Duyên nhận định xem cái việc điều gì đã xảy ra khi mà chính phủ Mỹ đóng cửa và ảnh hưởng như thế nào đến người dân của chúng ta hay đến những người đã làm việc cho chính phủ, thưa luật sư Duyên? Khi mà chúng ta nghe nói là chính phủ Mỹ đóng sập lại đó, thì cái kinh hoàng mình tưởng đâu là tất cả mọi cái cơ quan đều đóng sập lại hết. Nhưng mà trên thực tế đó thì cái chuyện mà chính phủ đóng sập lại đây không phải là lần đầu tiên. Trong vòng 25 năm vừa qua thì có tới vài lần, mà cái lần gần nhất là năm 2013 khi mà hai bên Cộng hòa với Dân chủ họ không có đạt được cái luật ngân sách đó, thì chính phủ dưới thời Tổng thống Obama cũng bị đóng sập lại rồi. Khi mà tuyên bố là chính phủ bị đóng sập lại vì không có còn tiền đó, thì đây là những cái ngành mà về nó liên quan tới an ninh quốc gia và nó liên quan tới cái sinh mệnh của công dân Mỹ, thì những cái ngành nó vẫn tiếp tục, như là về quốc phòng hay là cảnh sát của liên bang đó, với lại tòa án vân vân, rồi Social Security vẫn tiếp tục. Chúng ta nên nhớ là nước Mỹ được run bởi 50 tiểu bang khác nhau. Mỗi một tiểu bang họ đều có cái ngân sách riêng, họ đều có cái lịch trình của họ riêng. Cho nên nếu mà xảy ra đóng cửa như thế này đó, thì đời sống hàng ngày của chúng ta không có thay đổi. Chỉ có những cái cơ quan mà của liên bang mà không có cái tầm quan trọng đó thì họ mới đóng sập lại thôi. Tuy nói như thế nhưng mà mỗi một lần mà có một cái sự đóng sập như vậy đó thì khoảng 800.000 công nhân viên của liên bang họ bị furlough, có nghĩa là họ bị ngưng việc đó. Thì trong những cái trong cái họ bị ngưng việc như vậy thì ảnh hưởng tới đời sống của những người đó nhiều nhất, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng tới cái uy tín về chính trị của hai đảng, cho nên nó quan trọng về mặt đó. Và thứ hai nữa là dù gì đi nữa thì sau đó quốc hội cũng sẽ đồng ý để mà trả ngược lại cho những cái người công nhân đó vào cái lúc họ mất lương. Cho nên cái kết quả của sau một cái lần đóng sập chính phủ đó, thường thường là mình mất cái tiền túi của liên bang. Cái số tiền đó, cái lần vừa rồi đó, lên tới vài tỷ đô la, chứ không phải là ít. Cho nên trên thực tế thì cái nguy hiểm cho nước Mỹ thì không có, nhưng mà cái sức mẻ về vấn đề cái túi tiền một chút thôi, và sức mẻ về cái uy tín chính trị, sức mẻ về cái lòng tin của người dân thì nhiều. Chúng tôi bầu các ông lên Washington DC từ hành pháp cho tới thượng viện cho tới hạ viện để các ông làm việc, mà chỉ có một cái việc này thôi các ông cũng không có thông qua được để gây ra cái đóng sập chính phủ cho dù ngắn ngày. Biết là không ai dám để mà chính phủ mà đóng sập nhiều ngày hết. Nhưng mà đó nó cho thấy là cái lòng tin của dân chúng vào những cái người chính trị gia của chúng ta nó bị sức mẻ nhiều lắm. Đó là cái thiệt hại chính. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, hiện nay ngay sau khi mà chính phủ bị đóng cửa và ngay cả trước ngày thứ Sáu nữa, thưa luật sư Duyên, thì Tổng thống Donald Trump ông cũng đã lên tiếng, ông đổ lỗi cho bên phía Dân chủ, rồi ngược lại bên phía Dân chủ cũng đổ lỗi lại cho bên phía Cộng hòa. Cả hai đảng đã đổ lỗi cho nhau, và thật sự thì tối ngày hôm qua chính phủ đã đóng cửa. Như vậy thì luật sư Duyên nghĩ có phải là bên đảng Dân chủ đã đặt cái lợi ích chính trị lên trên vấn đề an ninh quốc gia như Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng đổ lỗi cho hay không, thưa luật sư Duyên? Cứ mỗi một lần mà chính phủ phải đóng sập lại như thế này đó là cái việc mà chỉ ngón tay người này chỉ người kia đổ lỗi là tại du đó, thì luôn luôn nó xảy ra chứ không phải là đây là lần đầu tiên. Bây giờ mình phân tích tùy cái góc nhìn của mỗi người mà mình dễ đổ lỗi lắm, cho nên chúng ta chỉ phân tích thôi. Thứ nhất đó là cái việc mà chấp thuận một cái ngân sách mới cho cái năm tới để mà chính phủ có thể tiếp tục nó cái nhu cầu đó năm nào cũng mình cũng biết hết á. Như vậy thì cái câu hỏi của người dân thường là tại làm sao mấy ông biết là cái tháng giêng này nó sẽ hết tiền,
Vậy tại sao mấy ông không chuẩn bị làm từ hồi tháng 9, tháng 10, tháng 11 đi? Tại sao mấy ông đợi tới cái giờ phút chót? Cái thứ hai nữa đó là khi mà làm cái luật về ngân sách đó, cái yếu tố chính trị rất là nhiều. Thì lần này Tổng thống Trump và Thượng viện và Hạ viện, tất cả cái sự kiểm soát nó nằm về phía Đảng Cộng Hòa hết. Nhưng mà khi mà thảo luận về cái vấn đề mà ngân sách đó, thì nó có những cái điều kiện, chẳng hạn Tổng thống Trump thì đòi phải có cái bức tường, không có bức tường thì không có deal. Trong khi bên phía Dân Chủ thì nói là phải những cái chương trình như là chương trình sức khỏe cho trẻ em, chương trình DACA phải được tiếp tục. Nếu mà nhất định bên phía Dân Chủ không chịu đưa cái bức tường vào là tại vì bức tường tốn quá nhiều tiền mà lại không có cái hiệu quả. Đó là những cái yếu tố chính trị mà người ta thảo luận qua lại. Vì ngay cả bên phía bên Đảng Cộng Hòa đó, họ nói họ nghe những cái tweet khi mà Tổng thống Trump gửi cái tweet mỗi buổi sáng đó. Lần lần cuối cùng thì chính những người trong Đảng Cộng Hòa họ lên tiếng, họ nói là họ không có hiểu là Tổng thống muốn cái gì nữa. Là tại vì nếu mà mình đưa những cái điều khoản đó ra mà cuối cùng Tổng thống nói là đây không phải là cái điều mà Tổng thống muốn chẳng hạn, thì Tổng thống sẽ gọi là veto, sẽ không ký, mà không ký thì cũng không có luật ngân sách. Cho nên đây là những cái dấu hiệu kỳ dị nè. Chẳng hạn như về bức tường, mới mấy ngày trước đây đó thì ông tướng Kelly nói rằng là khi mà được phỏng vấn hỏi là bức tường có phải là nhất định phải có bức tường không, thì tướng Kelly nói là Tổng thống Trump đã evolve, đã thay đổi rồi, cái bức tường không phải là nhất định phải có. Thì qua ngày hôm sau liền thôi, Tổng thống Trump gọi là chửi thẳng ông Kelly đó, nói rằng là tôi không bao giờ tôi evolve gì hết, cái bức tường là bức tường. Thành ra một lần nữa trống đánh xuôi càng thổi ngược. Rồi khi Tổng thống tweet ra về cái chương trình DACA, tweet ra về cái chương trình sức khỏe đó, khiến cho ông chủ tịch Thượng viện là ông Mark Mitchell, ông nói tôi cũng không hiểu, không có not clear, không có clear, không có rõ ràng là không biết Tổng thống muốn gì, và nếu mà chúng ta làm một cái đạo luật đó không biết là Tổng thống có ký hay không nữa. Còn ông Lindsey Graham thì ông nói rằng là chúng ta không có một cái người partner đáng tin cậy ở bên Tòa Bạch Ốc. Rồi thành ra cái mixed message đó làm nó khó cho những cái nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa để mà khi mà ngồi xuống mà thương lượng dứt khoát với Đảng Dân Chủ. Rồi đây mới là cái vấn đề, là lẽ ra đó cái bỏ phiếu để cho cái dự luật ngân sách này nó có thể diễn ra hồi tối thứ năm rồi. Nếu mà quý thính giả và Lệ Ngọc nhớ là tối thứ năm Thượng viện lẽ ra vote bỏ phiếu, thì ông McConnell nói rằng là không, tối thứ năm không có làm gì cả, chờ cho tới tối ngày hôm qua, tức là tối thứ sáu, sát nút còn 1-2 tiếng đồng hồ nữa mới bỏ phiếu. Chúng ta giả sử như mà bỏ phiếu hồi tối thứ năm á, mà mình nói là không đạt được cái đồng thuận, có nghĩa là tối thứ năm là cái mà không đạt được đồng thuận đó, thì ít ra mình biết là phải tới tối thứ sáu chính phủ mới hết tiền, mới đóng sập lại. Vậy thì từ thứ năm tới thứ sáu, các vị có thêm một ngày để các vị thương thảo. Đằng này không, đợi tối thứ năm đi về ngủ sớm, nhất định phải tối thứ sáu, mặc dù là bên phía Dân Chủ yêu cầu vote. Mitch McConnell nói không có vote. Đợi tối thứ sáu, sát nút, vừa vote xong một cái mà không được, là nửa tiếng đồng hồ sau là đã tới cái giờ phải đóng sập chính phủ rồi. Cho nên đó là những cái quan sát chung. Cho nên khi mà hỏi rằng là đổ lỗi cho ai thì dĩ nhiên dân, lòng dân thì người ta có làm sao người ta nói như vậy. Và cũng đổ cho Dân Chủ, cũng đổ cho Cộng Hòa, đổ cả hai phía mà. Thì 48% nói rằng là lỗi là của Trump và của Đảng Cộng Hòa. 28% nói là lỗi của Đảng Dân Chủ. 18% còn lại họ nói là không, lỗi là lỗi của cả hai phía. Đó là cái nhìn từ nhiều cái góc, từ nhiều cái phía, và chúng tôi chỉ trình bày thôi qua những cái dữ kiện. Chỉ hy vọng là quý thính giả nhìn và quý thính giả phân tích và quyết định lấy
lỗi của ai là do tùy mỗi người. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, khi mà nói lỗi của ai, ai là người lãnh trách nhiệm này, thì ngay cả ông Chuck Schumer, lãnh đạo thiểu số dân chủ tại Thượng viện, thì ông lên tiếng, ông cho rằng đừng đổ lỗi cho lưỡng đảng, cho Cộng hòa hay cho dân chủ, mà cái người lãnh trách nhiệm này chính phải là Tổng thống Donald Trump, vì ông là chủ nhân của tòa Bạch Ốc, ông là người lãnh đạo nước Mỹ. Điều này thì luật sư Duyên nhận định như thế nào khi mà nói trách nhiệm là phải ở người Tổng thống, thưa luật sư Duyên? Khi mà chúng ta nói về một cái đạo luật mà lưỡng viện, mà bởi vì Tổng thống là cái người sau cùng, ông quyết định là ông có đồng ý và ông có ký ban hành hay không. Bởi vì nếu mà ông không đồng ý thì ông sẽ veto, ông bác bỏ. Cho nên đổ lỗi một mình Tổng thống Trump thì cái đó nó cũng không có chính xác 100% đâu. Đây là cái lỗi vừa có đảng Dân Chủ, vừa có đảng Cộng Hòa, nhưng mà phải nói là cái phần lỗi nhiều là cái phần lỗi của Tổng thống Trump. Chỉ vì cái điều thứ nhất là ông đưa ra những cái thông điệp nó đối chọi với nhau, khiến cho ngay cả chính những người lãnh đạo trong cái đảng của ông cũng phải confused. Chúng ta nghe một loạt những người lãnh đạo của đảng Cộng Hòa lên tiếng là chúng ta thấy rồi. Cái thứ hai nữa là cái thái độ của Tổng thống Trump có vẻ như là không có care, là tới muốn tới đâu tới, muốn đóng sập tôi thì tôi cho đóng sập. Tức là Tổng thống Trump đánh một cái ván bài gọi là căng thẳng vào phút chót để xem coi người nào chớp mắt trước. Nhưng mà tới chừng cuối cùng cái chuyện nó không xảy ra đó. Chúng ta nên nhớ là ngày hôm nay là ngày 20, là kỷ niệm ngày đăng quang của Tổng thống. Lẽ ra là Tổng thống có một cái cuộc vui ở bên cái khách sạn Mar-a-Lago ở bên Florida của ông đó, thì cuối cùng ông cũng phải hủy. Và cái chính là yes, những cái người dân chủ, những cái người Cộng hòa có một cái lỗi là không có chuẩn bị cái thời gian để cho tránh cái đóng sập chính phủ lại. Nhưng mà những cái không rõ ràng của từ phía bên tòa Bạch Ốc đó, nó khiến cho cái trách nhiệm nhiều phần thuộc về bên Tổng thống nhiều hơn. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, luật sư Duyên nhận định như thế nào khi mà những thượng nghị sĩ bên phía đảng Dân Chủ họ không ủng hộ cái dự luật này? Vì cái điều trước tiên, như là luật sư Duyên cũng đã thưa với lại quý vị thính giả, là bên Dân Chủ nhấn mạnh đòi hỏi Quốc hội Mỹ phải hành động về cái vấn đề di trú và những ưu tiên về vấn đề chi tiêu, trong đó cái vấn đề của 800.000 người DACA Dreamers đến nước Mỹ từ nhỏ. Rồi Tổng thống Donald Trump, ông lên tiếng, ông nói là tại sao ông đổ lỗi cho bên Dân Chủ, vì ông nghĩ là bên Dân Chủ đã để cái lợi ích của chính trị lên trên cái sự an ninh của quốc gia. Cái điều này nặng nhẹ như thế nào, thưa luật sư Duyên? Tất cả những cái issue, tất cả những cái vấn đề mà nó liên quan tới mọi phía, trong đó cái vấn đề di dân đó, nó là những cái vấn đề mà nó giúp như là những cái gai nhọn ở trong cái thân thể của nước Mỹ vậy đó. Nếu giải quyết thì phải giải quyết cho tận cùng. Thành ra nếu mà mình không có cái lập luận nói rằng là phía Dân Chủ họ không có care cho cái an ninh của nước Mỹ, thì phía Dân Chủ họ cũng nói trở lại như vậy. Họ nói rằng là bây giờ nếu mà phía Cộng Hòa và phía hành pháp mà chịu tương nhượng ngồi xuống với chúng tôi để mà làm việc cho hai chiều đó, thì sẽ tránh khỏi cái việc mà chính phủ bị đóng sập. Thành ra không có care cho cái an ninh của nước Mỹ, đó là cái cách nói. Bên nào cũng nói cái câu đó, Dân Chủ mà đổ cho Cộng Hòa thì cũng nói như thế, mà Cộng Hòa đổ cho Dân Chủ thì cũng nói như thế. Nếu từ cái góc nhìn của Tổng thống Trump và đảng Cộng Hòa nói rằng là để lo cho an ninh của nước Mỹ là mọi người phải nghe theo chúng tôi, bên Dân Chủ cũng nói là muốn lo cho an ninh nước Mỹ thì xin hãy theo, như là đồng ý với những cái điều khoản của chúng tôi. Khi mà chúng ta ngồi xuống cái bàn họp mà bên nào cũng nghĩ rằng là chỉ có cái ý kiến của mình là đúng đó, thì nó mất cái khả năng mà có thể thương thảo và có thể tương nhượng nhau để mà làm ra được một cái đồng thuận của tất cả mọi phía. Mà chính vì điểm đó cho nên lúc nãy tôi có nói rằng là cái
cái sự mà chính phủ phải đóng sập xuống như thế này đó, thì không phải là chỉ riêng Cộng Hòa, chỉ riêng Dân Chủ, mà những cái người dân người ta nhìn vào thì cái uy tín của cả hai đảng đều sẽ sứt mẻ, vì cái vấn đề là chúng ta không có khả năng đạt được một cái đồng thuận cho lợi ích của quốc gia và cho lợi ích của mọi người, chứ không phải chỉ có phía nào. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, luật sư Duyên vừa mới nói đến thương thảo, thì chúng ta đã thấy rồi, chính phủ đã bị đóng cửa bắt đầu từ đêm ngày hôm qua, rồi bây giờ Thượng viện trong những ngày cuối tuần, cả hai đảng vẫn phải thương thảo để tìm ra được một cái lối thoát. Việc gì sẽ xảy ra kế tiếp? Và luật sư Duyên có thể dự đoán là cái sự đồng thuận này sẽ đến một cái sự việc như thế nào trong một cái thời gian ngắn, hay là lại phải kéo dài qua tới tuần tới, thưa luật sư Duyên? Cái chúng ta để ý là cái việc đóng sập chính phủ thì nó bắt đầu từ tối hôm qua, tức là tối thứ sáu rạng ngày thứ bảy này. Nhưng mà tất cả các cái văn phòng của chính phủ, 800.000 người mà mình nói là có thể sẽ bị furlough, có nghĩa là sẽ bị ngưng việc tạm đó, đã sẽ không có làm việc cho tới thứ hai thì mới là cái ngày làm việc. Cho nên các ông có được khoảng hơn một ngày để mà các ông đạt cái đồng thuận đó. Thì bây giờ cái vote, cái bỏ phiếu lần đầu tiên đó là gần như là một cái nước cờ, một cái con bài chính trị mà các ông thử, gọi là thử gân nhau đó, để xem rằng là thực sự bên nào chớp mắt trước. Nào ngờ là cái đó nó dẫn tới cái việc đóng sập chính phủ lại. Mà chúng ta nhớ là ngày hôm qua đếm cái số phiếu mà đóng sập chính phủ lại đó, trong đó có 4-5 người gì đó của Dân Chủ vote theo đảng Cộng Hòa, ngược lại có 4-5 lá phiếu quyết định của bên Cộng Hòa lại vote theo cái thảo luận của những cái điều khoản của đảng Dân Chủ. Vì thế cho nên mới không đạt được cái đồng thuận. Thì trong hai ngày sắp tới, khi mà Lê Ngọc hỏi sẽ làm cái gì đó, thì đó là bên phía bên Cộng Hòa, họ sẽ tìm những cái người Dân Chủ mà có tính cách ôn hòa, dễ chấp nhận cái thỏa thuận nhất, để mà họ kéo những cái số phiếu đó. Ngược lại bên Dân Chủ cũng sẽ làm việc với đảng Cộng Hòa để mà mong rằng những cái luật về ngân sách của bên của mình đó, nó sẽ có những cái điều khoản mà mình muốn, trong đó có DACA, trong đó có cái chương trình y tế cho trẻ em, vân vân. Cái trong hai ngày sắp tới sẽ là những cái thảo luận qua lại mà vượt qua cái lằn ranh của đảng phái. Cộng Hòa thì qua vận động Dân Chủ, Dân Chủ qua vận động Cộng Hòa, và nhất là các cái người lãnh đạo đó chắc chắn họ sẽ sửa lại bớt những cái điều khoản mà đang có hiện giờ, để cả hai phía cùng phải cùng chấp thuận. Cái vấn đề là nếu mà cái luật mà cái dự luật đó mà nó sửa lại thì nó lại không có giống như cái dự luật của Hạ viện đưa ra. Thành ra nếu mà Thượng viện chấp thuận lần này đó thì cái dự luật lại phải đưa xuống Hạ viện để Hạ viện vote trở lại. Là tại vì hôm thứ Tư khi mà Hạ viện chấp nhận cái dự luật của họ để mà đưa lên cho Thượng viện đó, thì cái dự luật đó nó sẽ khác cái dự luật mà các ông làm ra vào trong 1-2 ngày sắp tới. Thì đó là những điều sẽ xảy ra từ đây cho tới thứ hai. Hoặc là nếu mà thứ hai không có kịp đi nữa thì chắc chắn chính phủ sẽ bị thực sự đóng sập lại trong vòng vài ngày. Nhưng mà tôi tin là khoảng tới tuần tới thì chắc là hai bên sẽ đạt được cái đồng thuận. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, chúng ta hãy đặt tất cả những cái hy vọng trong những ngày sắp tới, trong một cái thời gian ngắn và đầu tuần. Hy vọng là luật sư Duyên và Lê Ngọc sẽ gửi đến cho tất cả quý vị và ngay cả cho chính chúng tôi cái tin vui. Chính phủ Mỹ sẽ mở cửa trở lại. Và ngày hôm nay, thưa luật sư Duyên, là đúng 20 tháng 1 2018, đúng một năm Tổng thống Donald Trump ông đã nhậm chức, thì cũng có rất là nhiều những nhận định mà chúng ta cũng thấy là ngay cả trong việc đối nội thì Tổng thống Donald Trump hiện nay cái con số mà ông được người dân Mỹ ủng hộ là một cái con số thấp, khoảng 39% mà thôi. Thì trong nước ủng hộ chống cũng rất là nhiều. Như vậy còn thế giới thì cái viện Gallup đã đưa ra một cái báo cáo cho biết là uy tín của nước Mỹ đang giảm mạnh trên thế giới. Và trong cái năm đầu tiên làm việc của Tổng thống Donald Trump, hình ảnh của nước Mỹ trên thế giới đã bị giảm đến một cái mức thấp nhất.
dựa theo những cái kết quả thăm dò từ Viện Gallup công bố, rồi tỷ lệ của những người dân trên thế giới nhìn về nước Mỹ giảm đi rất là nhiều dưới hai đời tổng thống trước đó là của ông Barack Obama và George W. Bush. Thì cái sự, những cái sự việc này từ đối nội đến đối ngoại, luật sư Duyên nghĩ là cái hình ảnh của Tổng thống Donald Trump trong năm 2018 sẽ hoàn toàn khác đi hay là như thế nào thưa luật sư Duyên? Cái việc mà tổng kết một năm dưới triều của Tổng thống Donald Trump đó, chúng anh em chúng tôi cũng đã nói rồi. Chúng tôi nhớ là trong cái mùa Giáng sinh, Thanksgiving, v.v. thì những cái thông tin trên khắp nơi cũng đã bắt đầu đánh giá rồi. Thành ra cái đánh giá ngày hôm nay cũng không có khác gì những cái lần trước về đối nội cũng giống như về đối ngoại. Đây là cái vấn đề. Mình cứ làm gọn nhẹ lại cho chúng ta dễ hiểu nào. Thí dụ chúng ta buôn bán một cái business giữa những cái người Việt Nam chúng ta thôi đó, mà nếu một cái người đó mà có một cái uy tín, một cái reputation mà không có tốt đó, thì mình nói là mất cái niềm tin, mà mất niềm tin là mua bán gì cái gì nó cũng khó hết đó. Tổng thống Trump ngay cái ngày đầu tiên vừa nhậm chức xong đó là bắt đầu nói ra một điều không đúng sự thực. Cái đơn giản nhất thôi, tại vì ngày hôm nay là cũng không muốn nhắc lại làm gì, nhưng mà tại vì ngày hôm nay là cái ngày kỷ niệm, cái ngày đăng quang, thành ra mình nhớ lại. Nội cái chuyện mà cái số người tham dự thôi đó, rồi kháng trên cái TV nó chiếu, những cái khán đài trống rỗng không có gì cả, mà cũng đã bắt đầu nói cái điều sai đầu tiên rồi, nói một cái điều láo đầu tiên rồi, là cái số người tham dự lễ đăng quang của tôi là đông nhất, period. Đưa qua ông Sean Spicer là cái ông bộ trưởng báo chí của mình, cũng nói rằng là cái số người dự cho Tổng thống Trump đó là đông nhất, period. Họ nói trân tráo như vậy, nhưng mà vì trên chấp u mà, giống như là Bác Hồ đã nói thì ở dưới tố hữu phải khen. Cho nên cái hiện tượng mà mất niềm tin nó bắt đầu từ cái ngày đầu rồi. Rồi trong vòng từ đó cho đến nay mới có một năm trời, những cái tổng kết mà người ta tally lại, người ta list lại đó, trong vòng 365 ngày, trên 2.000 lần nói láo, bao nhiêu vụ kiện mới, chưa kể cái quá trình của Tổng thống Trump là quá trình cái người kiện tụng trong vòng mấy chục năm, gần 5.000 cái vụ kiện. Thì mình biết rằng là vì cái điểm đó cho nên cái niềm tin trong quốc nội và quốc tế nó hoàn toàn nó mất đi. Bây giờ nhìn lại Tổng thống phát biểu mới ngày hôm nay thôi thì phát biểu là cái nước đó rất là đàng hoàng, nước đó rất là tốt, ngày hôm sau là chửi nát người ta hết. Mới một ngày nào đó mới nói rằng là ô Kim Jong Un là mặc dù trẻ nhưng mà rất có tài, qua hôm sau chửi nát hết rồi. Qua hôm sau nữa mới gần đây thôi lại nói rằng là tôi có một cái quan hệ rất tốt với Kim Jong Un. Khi mà một người nói mà ngày hôm nay nói điều này, ngày mai nói điều khác á, thì là không còn ai tin được nữa hết. Mà nếu mà mất niềm tin, có nghĩa là không có thể nào mà nhìn vào nước Mỹ với một cái hình ảnh tốt đẹp nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái uy tín của nước Mỹ, ngoài cái việc trong quốc nội dân nó đã biểu lộ rồi, chỉ có 39% là tin vào Tổng thống Trump thôi đó. Gần như là cả thế giới khi mà deal với nước Mỹ bây giờ, người ta ai cũng thận trọng, nói một vài lời nịnh hót cho Tổng thống vui để cho nó qua cho rồi, chứ còn bảo là cái chính sách mà liên tục đó không có ai tin cả. Mới mời ông Tổng thống Palestine vào trong tòa Bạch Ốc, nói rằng là tôi rất là kính trọng ông, tôi quý ông thế này thế nọ, vài tuần sau, vài tháng sau là tuyên bố là Jerusalem là thủ đô của Israel. Thì còn đồng minh nào mà dám tin vào cái chế độ tổng thống này nữa? Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, Lê Ngọc xin phép để gửi đến cho quý vị cái con số mà từ Viện Gallup đưa ra, là cái tỷ lệ tán thưởng nước Mỹ trong cái vai trò lãnh đạo thế giới dưới thời của Tổng thống Donald Trump sau một năm ông lãnh đạo giảm chỉ còn có 18% mà thôi, so với trước đây con số mà được thế giới ủng hộ cho cựu Tổng thống Barack Obama là 48%. Rồi kết quả của Viện Gallup cũng công bố, vừa mới công bố trong tuần vừa mới rồi, cái con số mà
chỉ có 18% ủng hộ Tổng thống Donald Trump trên thế giới. Đó là cái sự thăm dò của họ trên 134 quốc gia trong những cái tháng của năm 2017, thưa quý vị. Và hiện nay nước Mỹ chỉ có 4 quốc gia mà tăng cái sự hâm mộ đối với nước Mỹ. Đó là Liberia, Macedonia, Israel và Belarus. Và nước Đức đang là cái quốc gia được đánh giá là gây một cái sự ảnh hưởng thế giới cao hơn cả nước Mỹ. Điều này luật sư Duyên có ngạc nhiên hay không, thưa luật sư Duyên? Khi nào mà mình có một cái chỗ trống thì chắc chắn là sẽ có một cái, nó cũng giống như không khí, hãy có cái vacuum, có cái chỗ trống thì không khí nó sẽ tràn vào, nó điền vào thôi. Cho nên cái sự thu giảm cái hình ảnh của nước Mỹ đó là chắc chắn sẽ điền vào. Và ngay bây giờ trong cộng đồng Âu Châu, hai cái nước mà xen vào cái những cái khoảng trống đó của Mỹ đó, đó là Đức với Pháp. Còn bên Á Châu chẳng hạn, là cái chỗ nào mà chúng ta rút ra thì chỗ đó Tập Cận Bình với cái lực lượng, với cái sức mạnh của Trung Quốc đã tràn vô, đã tràn vào. Và người ta thấy rằng là có lẽ trong năm 2018 này đó, cái vai trò của Mỹ sẽ càng lu mờ hơn, và những cái ảnh hưởng của trên thế giới đó thì phải đáng kể là ở Âu Châu là Đức với Pháp, ở Á Châu là Tập Cận Bình, và Nga thì có lẽ là cái ảnh hưởng ở đâu cũng sẽ có cái ảnh hưởng của Nga đó. Chỉ có một cái điều là Nga chỉ có mạnh về quân sự thôi, chứ còn về mặt kinh tế thì Nga không thể so với Trung Quốc và nhiều nước khác. Chúng ta nên nhớ là Nga thì chỉ có cái nguyên tắc của họ là xen vào, phá hoại, quấy rối, chứ còn nếu mà nói về cái lực lượng kinh tế đó thì Nga còn sau cả Nam Hàn, sau cả California. Thành ra cái ảnh hưởng bây giờ trên thế giới, như Lê Ngọc nói là Đức thì yes, ngoài Đức ra bên Âu Châu còn có Pháp nữa. Cái uy tín của Tổng thống Macron bây giờ lên dữ lắm. Còn bên phía bên Á Châu lặp lại thì đó là Tập Cận Bình. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, khi mà nói đến ông Tập Cận Bình thì luật sư Duyên nghĩ như thế nào khi mà sau một năm cầm quyền của Tổng thống Donald Trump thì những cái vấn đề trong cái quan hệ song phương giữa hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc đi, tuy là không giảm đi, nhưng mà hiện nay người ta đang nói đến một cái chính sách của Tổng thống Donald Trump vừa đấm vừa xoa lẫn lộn của ông Trump với Trung Quốc. Thì thật sự cái chính sách này của nước Mỹ, của Tổng thống Trump đối với Trung Quốc, nó sẽ mang đến một cái ảnh hưởng, một cái kết quả, hay là không có một kết quả nào cho nước Mỹ, thưa luật sư Duy? Có thể nói là Tập Cận Bình từ cái tuổi trẻ của ông lớn lên trong cái môi trường của Cộng sản, thì đây là một tay chính trị gia lão luyện. Nhưng mà cái lão luyện của Tập Cận Bình hay là Vladimir Putin đó là cái lão luyện trong một cái hệ thống chính trị gọi là độc tài toàn trị đấy. Mà họ lên theo cái ngõ đó thì cái quan niệm về quyền lực và cái cách nắm giữ quyền lực của họ cũng khác của những người mà lớn lên trong cái thể chế chính trị theo cái kiểu dân chủ. Thì bây giờ từ nếu mà mình là Tập Cận Bình, mình nhìn qua đó thì mình thấy rõ ràng nếu mà mình người thường, gần như là 60% dân chúng Mỹ mà nhìn rõ ra cái vị tổng thống của mình như thế nào đó, thì Tập Cận Bình nhìn Donald Trump rõ lắm. Đây là cái người mà thứ nhất, trong đầu không có một cái gì nhất quán hết. Có thể ông nói điều này bây giờ, nhưng mà chừng 10 phút sau ông cũng quên rồi. Chúng ta, thành ra Tập Cận Bình á, khi mà nhìn qua những cái cách hành xử của Donald Trump thì biết rằng là chỉ cần làm sao vào cái lúc mà thương thảo, vào cái lúc mà mình cần cái quyết định của nước Mỹ đó, mình chỉ cần chiều Donald Trump những cái điểm rất là nhỏ, chẳng hạn như là cái bánh chocolate cake chẳng thì phải là thiệt ngon, hay là đi cho đi dự những cái chỗ mà nó rất là sang trọng, chẳng hạn cái giường ngủ phải thiệt đẹp, là tổng thống muốn nói cái gì tổng thống cũng nghe hết đó. Cho nên cái chuyện mà vừa đấm vừa xoa của Donald Trump đó, thì bên phía Trung Quốc, bên phía Tập Cận Bình họ nói là cái đó cũng chỉ là ngoài môi cho vui thôi, tổng thống muốn nói gì tổng thống nói. Cái việc mà Tập Cận Bình
biết là mình phải đương đầu thì không phải là đương đầu với cái tòa Bạch Ốc bây giờ hay là Donald Trump. Cái mà Tập Cận Bình phải đương đầu là những người chung quanh Trump. Ngay cái ngày mà ngay bây giờ lúc mà anh em chúng ta đang nói chuyện đó, thì tàu chiến của Mỹ cũng lại đi vào cái vùng biển, và vào cái vùng biển Đông, và bên phía Tập Cận Bình bên phía bên Trung Quốc đó cũng đã lên tiếng nói rằng là Mỹ xâm phạm cái lãnh hải của họ vân vân. Thì cái thực sự cái Trung Quốc họ biết rõ là họ đương đầu với cả một nước Mỹ, nhưng mà cái thuận lợi của họ, họ biết rằng những cái bất nhất của Tổng thống Trump là một cái yếu tố, không phải là yếu tố 100% quyết định đi nữa, là một cái yếu tố rất là quan trọng với họ. Cho nên họ sẽ play Tổng thống Trump around, chứ không phải là Tổng thống Trump mà vừa đấm vừa xoa. Cái đấm với cái xoa của Tổng thống đó thì cũng giống như là một đứa trẻ mà quơ vào. Bây giờ mình cứ tưởng tượng một cái đứa 3 tuổi, 4 tuổi mà lại mà đấm mình hay là xoa mình cũng chỉ cười thôi. Mình biết rằng là cái đấm đó, cái xoa đó không có cái ảnh hưởng thực tế. Cho nên, cái vị thế của Mỹ với là Trung Quốc đang là cái vị thế mà hai bên phải giành nhau cái ảnh hưởng. Nhưng mà chưa hết năm đầu thôi đó, mình đã thấy là Donald Trump đã tặng cho nước Trung Quốc ở Á Châu đó rất là nhiều điều về cái mặt mà uy tín và ảnh hưởng. Cái vấn đề còn lại là bên phía Trung Quốc họ dùng cái thắng lợi đó như thế nào thì đó lại là một chuyện khác. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta thấy rằng là trong năm 2018 này, nếu mà cứ tiếp tục cái đà này thì cái sự lấn áp của Trung Quốc, của Nga trên cái trường thế giới đó, cái sự lấn áp nó càng lúc sẽ càng nhiều. Và cái vai trò mình gọi là của Mỹ đó, khi mình mở miệng ra mình nói là America first đó, thì không có ai muốn làm ăn với mình hết, và đâm ra mình trở thành là hạng bét ở trong cái trường thế giới. Trở lại với Lê Ngọc. Thưa luật sư Duyên, khi mà nói đến America first thì chúng ta đã thấy trước mắt trong một năm vừa mới qua đây đi, có rất là nhiều người khi mà nói đến, họ nói là họ rất là vui khi mà thấy kinh tế nước Mỹ lên cao, rồi stock lên cao, công ăn việc làm nhiều hơn. Cái lợi trước mắt chúng ta đã thấy rõ ràng với cái chính sách của Tổng thống Donald Trump America First. Nhưng cái lợi trước mắt hay là những gì sẽ xảy ra trong những ngày tương lai, luật sư Duyên đánh giá như thế nào thưa luật sư Duyên? Khi mà chúng ta thấy cái thị trường chứng khoán và kinh tế nó vọt lên như thế này đó, thì thứ nhất là mình muốn nghe những cái chuyên gia, và thứ hai mình muốn nghe lòng dân. Lòng dân khi mà được thăm dò đó cho thấy rằng là yes, kinh tế rất tốt, cái thị trường chứng khoán rất là lên, nhưng mà cái công cán là 49% là nhờ cái những cái chính sách của Tổng thống Obama, chỉ có 41% là nhờ cái uy tín của Tổng thống Trump thôi. Thì đó là cái lòng dân, người ta vote theo cảm tính đi nữa đó, mình cũng thấy là Donald Trump vẫn không phải là cái nguyên tố chính mà kinh tế lên. Cái thứ hai, trên cái thực tế thì chúng ta đã nói trình bày nhiều lần trước rồi. Nhìn cái biểu đồ đó, thì từ hồi mà kinh tế Mỹ mà suy sụp tan nát năm 2008, quý thính giả còn nhớ là chúng ta vào cái thời điểm đó đó, rất là nhiều người Mỹ, mà trong đó có cộng đồng Việt Nam mình mất nhà đủ thứ hết, là mang nợ này nọ. Nhưng mà kể từ đó đó thì biểu đồ của thị trường chứng khoán nó lên liên tục, nó lên. Và khi mà Tổng thống Trump đắc cử vào năm 2017 này đó, thì cái độ dốc nó tăng nhanh hơn một chút, nhưng mà thật sự cái đà nó đã có từ hồi năm 2008 là mình suy sụp xuống, năm đầu là 2009 dưới cái triều của Obama nó đi xuống. Nhưng mà sau đó nó chuyển hướng và từ đó tới bây giờ nó đi lên một cách đều đặn. Thì cái đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba, riêng về những nhà chuyên gia đó thì họ nói là yes, một ông tổng thống có thể là có ảnh hưởng đó, nhưng mà không phải là cái ảnh hưởng chính đâu. Cái thị trường tự nó phát triển nhờ những cái chính sách nó phát triển. Nhưng mà cái quyết định vẫn là, chẳng hạn như bây giờ mình nói là cái nếu mà trên trên
trên cái thị trường sản xuất đó mà mình không đưa ra một cái sản phẩm mới nào, làm sao mà kinh tế lên được? Chúng ta quan sát là khi mà kinh tế lên là có những cái sản phẩm mới, chẳng hạn khi mà hãng Apple họ ra cái computer mà cái Mac đó, thì là mình có một sản phẩm phẩm mới thì công ăn việc làm. Tới chừng cái sản phẩm đó bắt đầu ai cũng có một cái computer Mac hết rồi thì phải có một cái sản phẩm mới, thì chúng ta thấy là những cái sản phẩm mới là cái quyết định của cái thị trường. Mà ngay bây giờ chúng ta thấy rằng là qua những cái biến chuyển, mình có iPhone, mình có cell phone rồi, thành ra mọi sự đó nó làm cho kinh tế Mỹ đi lên. Nhưng mà kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới cùng lên chứ không phải là chỉ kinh tế Mỹ. Nếu mà chúng ta đọc thì chúng ta thấy rằng là cái Dow Jones của mình đó, mình cũng vọt lên. Thì trong cái giai đoạn thì cái lúc mà tôi đọc cái kết quả đó thì nó cũng cách đây vài tháng rồi. Trong lúc mà Mỹ mà lên 18% đó thì những cái chỉ số chứng khoán ở bên Nhật, ở bên Hồng Kông, ở bên Thượng Hải nó tăng lên cũng khoảng 20%. Có nghĩa là cái kinh tế thế giới vào cái lúc mà nó phồn thịnh đó thì hàng hóa nó trải tràn trên toàn thế giới thì nó phải là thịnh vượng chung. Chứ không có nghĩa là vì cái America First đó rồi kinh tế của chúng ta tăng lên. Cái điều đó nó không có đúng. Thành ra chỉ nói theo các chuyên gia và chỉ nói theo cái nhìn của toàn dân thôi. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, và trong lúc mà chúng ta đang chờ đợi trong những ngày cuối tuần xem Thượng viện làm việc như thế nào với cả hai đảng để cái vấn đề mà chính phủ Mỹ đóng cửa trong bao lâu, thì trở lại về những vấn đề sau một năm đánh giá những gì mà Tổng thống đã làm cho nước Mỹ, thưa với luật sư Duyên, thì bên cạnh đó họ nói là có thể cái vấn đề mà chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ làm ngưng đi cái việc điều tra của công tố viên đặc biệt ông Robert Mueller về vấn đề là Nga có liên quan, có can thiệp vào cái chiến dịch bầu cử năm 2016 của nước Mỹ hay không. Vì chính Tổng thống Donald Trump ông luôn lên tiếng, ông nói là cái sự kiện đó làm xấu đi cái hình ảnh nước Mỹ. Rồi trong tuần vừa mới qua, Tổng thống Trump cũng lên tiếng là ông sẵn lòng tham gia cái cuộc thẩm vấn của công tố viên đặc biệt. Thì cái điều này, luật sư Duy nghĩ là ông Robert Mueller vẫn tiếp tục cái cuộc điều tra của ông hay không? Thưa luật sư Duy. Khi mà tôi nghe tin là chính phủ đóng sập lại đó thì tôi có theo dõi liền là những cái phần nào sẽ bị ảnh hưởng đó. Thì cái phần mà cái ngân sách để cho những cái người điều tra viên đặc biệt làm việc đó không có bị ảnh hưởng. Tại vì đó là thuộc về những cái phần nó liên quan tới cũng giống như là tòa án hay là FBI hay các cái lực lượng gọi là an ninh của nước Mỹ đó. Thì không có bị ảnh hưởng, những cái phần đó nó gọi là exempted, được miễn trừ đó. Cho nên yes, cái cuộc điều tra của ông Mueller sẽ tiếp tục chứ không có ngưng. Còn trái lại nói rằng là cuộc điều tra này nó làm xấu đi cái hình ảnh nước Mỹ đó, nó cũng tương tự như một cái người nói rằng là trời đất ơi, mình thì mình đi vô nhà băng mình ăn cướp, mình đi vô nhà người ta mình ăn trộm, rồi tới chừng cảnh sát mà điều tra mình thì mình nói rằng là ông cảnh sát mà điều tra những cái việc gì mà tôi làm đó thì nó làm cho người ta nhìn vô, người ta tưởng đâu là cái cộng đồng ở chỗ mình ở đó chắc nhiều ăn cướp, nhiều ăn trộm lắm, làm xấu đi cái hình ảnh của cộng đồng. Cái sự so sánh tương đương như vậy đó thì quý thính giả quyết định lấy. Mình làm bậy để bị điều tra thì nói rằng là cái điều tra đó làm xấu đi nước Mỹ, tại vì người ta sẽ nghĩ là nước Mỹ làm bậy. Cho nên nghe lời Tổng thống Trump nói, nhiều khi chúng ta phân tích chúng ta cũng học hỏi được nhiều điều thú vị lắm. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, khi mà luật sư nói như vậy thì thưa với quý vị và luật sư Duyên, hiện nay đã có một cái nhà băng, đó là nhà băng Ducey, vừa mới lên tiếng là lưu ý những cái giao dịch, mà những cái giao dịch này rất là đáng ngờ, liên quan đến con rể của Tổng thống Donald Trump, tức là Jared Kushner. Vì qua nhà băng này thì hiện nay đang có một cái chương mục ngân hàng liên quan đến Jared Kushner mà Deutsche Bank rất là lưu ý, vì có rất là nhiều những cái giao dịch đáng ngờ. Và ngay cả nhiều cơ quan truyền thông của nước Anh cũng đang tường trình là những cái viên chức của Deutsche Bank tiết lộ với một cái tờ báo, đó là tờ Manager Magazine, rằng cái kết quả thẩm định những chương mục kinh doanh mà liên quan đến gia đình của Kushner
được chuyển sang cho các nhà quản trị ngân hàng để điều tra sâu thêm. Và những cái thông tin này cũng được tiết lộ cho ông Robert Mueller, đang có những cái giao dịch đáng ngờ, có thể là họ chưa biết chắc là có liên quan đến Jared Kushner hay không, nhưng mà có những sự kiện mà đang đưa ra những cái dấu hỏi và những cái điều đáng ngờ. Thành thử là không biết trong năm 2018 này thì cái cuộc điều tra của ông Robert Mueller sẽ như thế nào, và đặc biệt là có sự đóng góp của ông Steve Bannon, thưa luật sư Duyên. Điểm thứ nhất là những cái thông tin khi mà Deutsche Bank đưa ra đó, nhiều người sẽ ngạc nhiên nói là ủa, tại sao mà nhà băng đó lại tiết lộ cho, tại sao hợp tác với ông Mueller để mà làm gì? Nghĩa là tóm lại là nó sẽ làm cho cái business của, nhất là Trump đang làm tổng thống, nó sẽ ảnh hưởng tới cái business của Deutsche Bank. Thì đây là cái nhìn của chúng ta nè. Chúng ta phải nhớ là những cái tay mà tài phiệt là chủ các nhà băng lớn trên thế giới đó, là trong tay của họ đó, họ điều hành cái số tiền bảo quản vài trăm tỷ hay là một trillion, vài ngàn tỷ là chuyện thường. Cái business của họ là cái business liên tục. Đời tổng thống nào đi nữa tối đa cũng 8 năm, ông tổng thống đó ra đi thì chúng ta phải tiếp tục làm việc với nước Mỹ. Cho nên vì cái mà bây giờ giả sử tôi mà là CEO của Deutsche Bank á, thì chắc chắn 100% là cái tên của Obama hay là tên của Donald Trump với tôi đó, nó nhỏ hơn là cái lợi ích của cái nhà băng của tôi lâu dài. Cho nên ngay bây giờ cái việc mà hợp tác giữa Deutsche Bank và cái cuộc điều tra của Mueller đó, khi mà ông Mueller mà subpoena đó, thì họ sẽ cooperate, họ sẽ hợp tác, là bởi vì 4 năm nữa hay là 8 năm nữa mà Trump đi rồi đó, họ không có muốn là, nếu mà họ không hợp tác thì nó, họ vi phạm về cái bộ luật hình sự của Mỹ, nó ảnh hưởng tới cái sự chế tài rất nặng của nước Mỹ. Cho nên cái việc mà Deutsche Bank hay là các nhà băng mà hợp tác với cái công cuộc điều tra của Mỹ, cái đó là 100% chắc chắn, không có phải là vì ông Trump đang là tổng thống rồi có thể uy hiếp rồi ngăn chặn những cái điều đó được. Cái dưới con mắt của những cái nhà tỷ phú, ông tổng thống Mỹ cũng không có cái quyền bao nhiêu hết. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình hỏi rằng Steve Bannon có hợp tác hay không. Trong tuần trước khi anh em chúng tôi nói rằng là cái việc mà ông Mueller triệu Steve Bannon ra cái đại bồi thẩm đoàn, ra cái grand jury đó, đôi khi đó là cái bước đầu tiên, giống như mình đánh ván cờ về chính trị, mình mưa một cái lá cờ, mình đi một nước cờ, thì mình nghĩ rằng là có thể Steve Bannon sẽ nói rằng là ok, bây giờ tôi sẵn sàng, tôi nói chuyện, sẵn sàng tôi hợp tác, dẹp cái subpoena qua một bên đi. Thì cái chuyện đó đang xảy ra là bây giờ Steve Bannon đã đồng ý nói chuyện với ông Mueller rồi và không có đi ra bồi thẩm đoàn nữa, thì cái buổi nói chuyện sẽ được bảo mật trong cuộc điều tra. Và chúng ta phải nhớ rằng là cái rạn nứt giữa Trump và Bannon nó kinh hoàng lắm, và cả hai cái cá nhân này mình nhìn qua cái cách của họ đó thì đối với họ không có tình bạn vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn. Ngày hôm nay thân với nhau thì nói là Tổng thống Trump là cái người rất là tốt, vừa bị đuổi thì nói rằng chỉ có 33% tiếp tục thôi, ôi cái ông này chỉ là một cái thằng con nít 4 tuổi vân vân. Rồi bên kia chửi ngược lại nói là ô Bannon, đây lại là một cái lời nói láo của Donald Trump nữa nè, Bannon không có dính dáng gì tôi, không có quan trọng gì hết á, không dính dáng gì cả, không quan trọng gì cả. Nhưng mà trong suốt một thời gian cũng gần một năm trời là phiên họp nào cũng có Steve Bannon, đến mức độ mà cả thế giới nó biết rằng là Steve Bannon ảnh hưởng Donald Trump, mà mở miệng ra nói là cái tay đó không có, tôi không quen biết gì, không có làm gì với tôi hết, nói láo trân tráo, nói láo trắng trợn, nói láo tròn trịa luôn đó, đó là Donald Trump. Vậy thì cái tiếp tục đó, cái cuộc điều tra này, tôi tin rằng là với cái tính khí của Steve Bannon thì Steve Bannon nói là không có dạy gì mà khai gian để rồi chính mình phải lãnh án cho một cái người mà không xứng đáng hết. Thì đó là cái chiều hướng của cái cuộc điều tra, và cái cuộc điều tra mà đã subpoena qua các nhà băng rồi đó, thì chúng ta theo dõi tin chúng ta thấy rằng là
Ông Mueller bây giờ ông follow the money, ông theo cái dấu vết của những cái tiền chuyển qua chuyển lại, mà bây giờ nó cái sự chằng chịt bê bối từ gia đình Kushner cho tới gia đình của Trump đó, nó chằng chịt đến mức độ mà ngay bây giờ không thể nào mà gọi là xóa được nữa. Rồi mới ngày hôm qua hôm kia thôi đó, thì khi mà được phỏng vấn thì cái tay Glenn Simpson rồi ra trình bày hồi mấy tháng trước đó, bây giờ cái bản mà điều tra những cái cuộc phỏng vấn với Thượng viện và với Hạ viện cũng đã được tung ra, thì cả hai cái cuộc điều tra của Thượng viện và Hạ viện, thì cái nhóm mà Fusion GPS đó, họ cũng đã trình bày rất là rõ ràng là tất cả những cái hoạt động về tài chính của Kushner và của gia đình Trump đó, nó rất là đáng quan ngại, bởi vì nó cho thấy những cái dấu hiệu của cái sự rửa tiền, của cái sự như làm ăn phi pháp, thì đó là những cái dấu hiệu. Và khi mà được phỏng vấn thì ông Glenn Simpson ông nói là tôi không phải là cái người có cái thẩm quyền quyết định là cái chuyện này là bị tội hình sự criminal hay không, cái đó không phải là việc của tôi. Cái việc của tôi chỉ cho biết rằng có những dấu chỉ cho thấy rằng là những cái hành động này là phi pháp, tôi chỉ nói như thế thôi. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, với những cái sự việc mà chúng ta cũng đã nghe và chúng ta cũng đã thấy rất là rõ ràng, thưa luật sư Duyên, là Tổng thống Donald Trump, những chuyện gì ông nói ngày hôm trước nó sẽ khác ngày hôm sau, rồi có quá nhiều những cái lời qua những lời tuyên bố, những Twitter. Thì đặc biệt cũng trong tuần này, thưa quý vị, khi mà Tổng thống Donald Trump ông công bố một cái giải thưởng, đó là ai lãnh được cái vương miện của tin giả, đài truyền thông nào lãnh được, thì thưa quý vị, qua cái trang web của Ủy ban Quốc gia Bình đẳng Cộng hòa, vào tối ngày thứ Tư, tối vừa mới qua đây, Tổng thống Donald Trump ông công bố những cái bài viết mà Tổng thống cho là được cái giải thưởng tin giả Fake News Award á. Thì giải thưởng này, thưa quý vị, theo Tổng thống Trump, ông đã lên tiếng trong một cái thời gian rất là lâu là ông sẽ chứng minh và cho thấy là truyền thông dòng chính là tham nhũng và thiên vị, đối xử rất là bất công đối với ông. Và cái giải thưởng này được trao cho 11 bài viết và phóng sự được đăng kể từ khi mà Tổng thống Donald Trump tuyên thệ nhậm chức, là quý vị biết là trong vòng một năm qua. Và ngay sau khi mà ông Trump tweet cái đường dẫn để dẫn tới cái vấn đề giải thưởng này trên GOP.com, thì cái trang web của bên đảng Cộng hòa này bị sập liền, thưa quý vị, vì quá nhiều người họ muốn vào, họ xem. Nhưng mà đặc biệt có một cái điều là bên NBC News họ đã lưu lại được một cái bản sao của trang web này, và trong đó NBC News đã đưa ra là Tổng thống Donald Trump cho rằng trong năm 2017 này là một năm có rất là nhiều tin liên tục thiên vị, không công bằng đối với ông, và thật sự là những tin giả. Và ngay cả trước khi mà công bố cái danh sách ai là người thắng giải, thì trong đó NBC News đã lưu lại được những gì mà Tổng thống Donald Trump cho. Đó là những bài của CNN, của The New York Times, của The Washington Post và những cơ quan truyền thông lớn khác. Trước đó thì luật sư Duyên còn nhớ là Tổng thống Donald Trump ông lên tiếng, ông dự trụng công bố là ông sẽ phát cái giải này vào ngày 8 tháng Giêng. Nhưng mà sau đó thì tới ngày 17 tháng Giêng thì Tổng thống Donald Trump ông mới tweet ra và công bố giải thưởng này. Thì như vậy, qua cái sự việc này, thưa luật sư Duyên, cái giá trị, cái nền dân chủ của nước Mỹ nó bị ảnh hưởng như thế nào khi mà người ta cho rằng một tổng thống lại cho rằng là truyền thông dòng chính đã đối xử không công bằng đối với ông, thưa luật sư Duyên? Để mà hỏi cái nền dân chủ này nó như thế nào đó, mời quý thính giả đọc cái bài diễn văn của ông Thượng nghị sĩ. Ông đây là Thượng nghị sĩ Cộng hòa ở tiểu bang Arizona, là ông Jeff Flake. Mà tôi đọc cái bài này thì được viết rất là trân trọng và viết kỹ lắm đó. Thì cho thấy rằng là trong đó ông Jeff Flake đã nói rằng là Donald Trump dùng những cái từ ngữ y hệt như là cái nhà độc tài Stalin. Trong những cái lần nói chuyện thì anh em chúng tôi cũng nói rằng Steve Bannon hay là Donald Trump giống như là Stalin với Lenin của cái thời mà
cộng sản về đó. Khi khi mà họ lên họ cầm quyền đó, thì Stalin nói rằng là báo chí là enemy of the people, kẻ thù của nhân dân. Donald Trump xài cái câu tương tự như vậy, thì chúng ta thấy rằng là cái cách mà hành xử của Donald Trump chuyên môn là khi mà ca tụng là ca tụng những ai, ca tụng những người như Putin đã từng ca tụng Tập Cận Bình rồi, đã từng ca tụng Kim Jong Un rồi, những cái tay mà độc tài toàn trị thì đều được Donald Trump ca tụng hết. Cho nên một cái người mà từ nhỏ lớn lên nhà giàu, rồi lớn lên trong sòng bài, lập những cái trường đại học giả để mà lường gạt người ta lấy tiền, rồi gọi là gom tiền của thiên hạ, nói là để cho charity, cho tới giờ phút này Trump không có cho charity nào hết, toàn là dùng những cái tiền đó để mà trả những cái lệ phí về tòa án cho mình này ở kia đó. Thì trong cái đầu óc của một cái người như vậy đó, thì cái chuyện dân chủ đối với Trump đó, cái gì mà lên tiếng mà khác với Trump đều là kẻ thù của nhân dân hết. Nghe những cái điều đó để rồi chúng ta mới nhớ lại là Việt Nam chúng ta cũng có Hồ Chí Minh, cũng có Tố Hữu, cũng có Đặng Xuân Khu, rồi dần dần tới cũng tới Đỗ Mười, tới Lê Khả Phiêu, tóm lại là gọi là the same shit. Thành ra dưới con mắt của một cái người mà chỉ biết ngang ngược, chỉ nói gì mà cái người chung quanh cũng vân vân dạ dạ đó, thì tất cả những cái điều đó nó dẫn tới một cái nhìn độc tài. Cái đó không có cái gì là ngạc nhiên hết. Cho nên quý khán giả quan sát, lắng nghe rồi nhận định cho chính mình. Trở lại với Lê Ngọc. Thưa quý vị, khi mà nói đến ông Jeff Flake, và ngay cả không riêng ông Jeff Flake, và có cả ông John McCain cũng lên tiếng phê bình Tổng thống Donald Trump khi mà Tổng thống Trump vẫn tiếp tục tấn công truyền thông. Và đặc biệt một cái lời của ông Jeff Flake, ông nói ngay tại phiên họp khoáng đại, ngay tại Thượng viện mới đây trong tuần này, thưa quý vị. Thì ông Jeff Flake, ông đã nói là truyền thông tự do là kẻ thù của chế độ chuyên quyền, nhưng lại là người bảo vệ nền dân chủ. Và khi một nhân vật nắm quyền lực mà cứ liên tục gọi bất cứ cơ quan truyền thông nào mà ông không thích là tin giả, thì chính người đó đáng bị nghi ngờ, chứ không phải là truyền thông. Luật sư Duyên và quý vị có đồng tình với lời của ông Jeff Flake khi mà ông đưa ra trong cái phiên họp tại Thượng viện hay không? Khi mà tôi lớn lên ở trong một cái đất nước trước 75, thì cái truyền thông tuy là có bị kiểm duyệt, nhưng mà chúng ta vẫn còn đọc báo, chúng ta còn thấy những cái lời phê bình Tổng thống Thiệu hay là Tổng thống Diệm phê bình cũng dễ dàng lắm. Tới chừng sau năm 75, tôi còn kẹt lại cũng gần 10 năm, tất cả thay đổi hết. Thì là mình, thành ra cái sự mà khác biệt, và nhất là cái ảnh hưởng của truyền thông trong cái nền dân chủ đó, mình cảm ngay, tức là trực tiếp, chứ không phải là mình chỉ nghe người ta nói. Cho nên báo chí nó là cái yếu tố để cho check and balance, để làm cho cái chính quyền trong sạch mà. Cho nên những cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump thì tôi nghe nó chẳng khác gì cái lúc mà Tố Hữu còn làm Bộ trưởng Văn hóa, hay là tôi nghe những cái bộ máy tuyên truyền của Hồ Chí Minh, của Mao Trạch Đông, của Lenin, của Stalin vậy đó. Thì they are the same shit. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, Lê Ngọc đang thấy là có một cái niềm hãnh diện, thưa luật sư Duyên. Trong lúc mà luật sư Duyên chưa đến trên cái làn sóng của NVR, Lê Ngọc có gửi đến cho quý vị khán giả từ một cái trang mạng mà defense.gov mà Lê Ngọc thấy đó, là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, ông James Mattis, ông lên tiếng, ông khẳng định là quân đội của Mỹ vẫn tiếp tục sẵn sàng bảo vệ đất nước Mỹ, dù là chính phủ đóng cửa, thì quân đội vẫn tiếp tục cái sứ mệnh bảo vệ người dân Mỹ, những nước đồng minh và những lợi ích thiết yếu của Washington trong cái tình hình mà chính phủ Mỹ phải đóng cửa. Ngay chính khi mà Lê Ngọc vừa mới thấy được ở defense.gov, một cái cảm xúc rất là mạnh mẽ đến với Lê Ngọc, thấy là quân đội Mỹ chúng ta, những người quân nhân lúc nào họ cũng hy sinh cho cái đất nước Mỹ. Cái bổn phận của chúng ta chắc lúc nào cũng phải ủng hộ và hết lòng đối với lại những quân nhân, thưa luật sư Duy.
Cái điều đó là đã anh em chúng tôi cũng đã lặp đi lặp lại rồi. Cái những cái người lính đi chiến đấu để mà bảo vệ chúng ta trên tất cả các mặt trận đó, họ mỗi một ngày họ face cái chuyện là cái chuyện tử sinh, life and death. Chúng ta có một vị tổng thống mà tối mà ngày từ cái hô trên cái mặt của tổng thống cứ phun ra xịt cái kiểu đó đó, thì cái xịt hô đó sẽ giết những cái người lính Mỹ. Cho nên cùng với tướng Mattis ca tụng và cảm ơn những cái người chiến đấu cho nước Mỹ, là cũng cùng cái lúc đó tôi thấy cái vô trách nhiệm, tôi thấy cái phẫn nộ trước cái sự gọi là cà chớn của một cái xịt hô mà cứ phun ra những cái xịt đó, mà những cái xịt đó cuối cùng những cái người trả giá là những người chiến binh trên chiến trường. Nếu mà thêm một vài cái người chiến binh Mỹ mà bị những cái toán khủng bố địa phương mà nó phục kích bởi vì có cái sự hợp tác của chính quyền địa phương, người ta không ưa Mỹ đó, thì chúng ta hiểu rằng là mình đùa, mình cứ nói shit hole với mình nói the same shit đó, mình biết rằng là cái shit đó đổi thành ra là xương máu của những cái người dân Mỹ. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, ngày hôm nay ngày thứ bảy mà đặc biệt là chúng ta đang biết được là chính phủ Mỹ đóng cửa. Lê Ngọc đang suy nghĩ xem coi luật sư Duyên có một cái câu thơ hay là một án văn nào hay là một cái câu chuyện nào nó nhẹ nhàng, nó vui trước khi mà anh em của chúng ta tạm biệt với nhau, thưa luật sư Duyên. Thực sự ra bây giờ nhìn tới cái trong cái giai đoạn này đó thì không có một cái hứng về để mà văn chương để mà cho nó đẹp nữa. Nhưng mà cái cuộc đổi đời ở năm 1975 mà tôi trải qua đó, tới khi mà tôi nhìn lại một cái nước Mỹ mà tôi nghĩ rằng cái nền dân chủ không thể nào bị soi mòn như vậy đó, tới chừng cái chuyện này nó xảy ra tôi nói ủa sao mà nó cái feeling nó tương tự như cái thay đổi mà tôi thấy năm 1975 đó, thì đây là một cái cuộc bể dâu. Mà thành ra khi mà Lệ Ngọc hỏi là có cái câu thơ nào cho nó dịu dàng không thì không có đâu, nhưng mà sẽ tới một cái lúc nào đó, nếu mà cái ác mộng mà 4 năm hay là 8 năm này mà nó trôi qua đó, thì chúng ta nói theo cái kiểu mà của ông Tô Thụy Yên đó, tôi sẽ lên Washington DC và tôi sẽ rủ Hiệp rót một cái ly rượu ra, rồi hai anh em sẽ có thể là cười khà khà mà nói rằng là chút rượu hồng đây xin rót xuống để mà giải oan cho cái cuộc biển dâu này. Thì lúc đó mình sẽ uống một ly rượu để rồi mình giải oan cho quá khứ, nước Mỹ cũng sẽ trỗi dậy và là một cái nước, một cái cường quốc và lãnh đạo cái thế giới tự do và được thế giới tôn trọng, chứ không phải là cái loại nước Mỹ mà ngay bây giờ cả thế giới xem như là một cái shit hole. Trở lại với Lệ Ngọc và tạm biệt, xin hẹn thính giả vào chương trình lần tới.